Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy, con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con ạ. Nhà con thì rất chật, ăn ở sinh hoạt và chỗ đặt ban thờ chỉ có 2 gian ở cấp 4. Con thì cũng biết một chút ít về Phật pháp nên có thời gian con hay đọc kinh Địa Tạng hoặc là đọc chú Đại Bi trước ban thờ gia tiên, nhưng chồng con không tín Phật. Mỗi lúc con muốn đọc kinh hay niệm Phật cứ phải đợi chồng con không có ở nhà, hoặc là lúc sáng sớm chồng con chưa ngủ dậy. Nhưng khi đọc kinh hay niệm Phật, con cứ bị xáo trộn vào những chuyện khác. Như vậy con có tội không ạ? Và việc nhà con ăn và ở thờ cúng thần linh gia tiên như vậy mà con đọc kinh chỉ chú thì gia đình con có bị của trách không? Con mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con. A Di Đà Phật. Trường hợp này thì thầy cũng xin trả lời luôn. Các cụ ngày xưa nói rồi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không phải cái gì chúng ta mong muốn nó cũng được thuận duyên vừa ý. Nhưng Đức Phật nói, nhà Phật cũng có câu là tu trong thuận duyên và tu trong nghịch duyên. Nghịch duyên mà chúng ta tu được thì mới quý các quý vị. Thuận duyên cả gia đình theo Phật rồi, có ban thờ Phật ở tại gia rồi, chúng ta thì còn nói gì nữa. Đấy là thuận duyên để tu thì tốt rồi. Nhưng trường hợp Phật tử nói là chồng con không tin Phật cho nên không được thờ Phật. Đọc kinh thì thường có gọi là đọc trộm, chồng đi vắng mới được đọc. Hoặc là ngủ chưa dậy, mình dậy mình đọc trước. Như vậy Phật tử hỏi tu như thế thì có phải tội không? Không, không sao. Khẳng định với Phật tử là không có tội. Nhưng mà thì do cái tâm Phật tử này có thể là lúc tụng kinh cứ phải lo là sợ chồng đi về hoặc là sợ chồng thức dậy cho nên nó bị tán loạn. Thì thôi, cái này thì thầy nghĩ rằng mình cũng nên thẳng thắn với, nói với chồng có gì đâu, vợ chồng với nhau. Mình cứ nói thôi thì mọi việc gia đình thì em không có gì làm sai cả. Hoặc là gì? Hoặc là mình cứ nói thẳng ra cái việc mà em đọc kinh Phật này cũng là tốt cho cả gia đình nhà mình. Cũng nói là thôi thì mọi công việc thì em vẫn lo đầy đủ. Chỉ xin là dành cái thời gian nó nhàn rỗi thì em xin 15-23 phút hoặc tiếng đồng hồ để đọc kinh. Anh cũng vui vẻ cho, hoan hỷ cho. Mình cứ trình bày thẳng có gì đâu, không có gì cả. Mọi việc gia đình mình vẫn lo đàng hoàng. Vẫn thậm chí mình trước đây mình làm được 5, bây giờ mình làm 9, làm 10. Cho công việc gia đình nó chu toàn. Thì thầy nghĩ rằng dần dần sẽ cảm hóa được chồng con thôi. Đây là cách gì? Mình cảm hóa họ tốt nhất bằng những hành động. Và nếu mà mình nói mà chồng người chưa cho đọc thì thôi, mình cũng tránh không có đọc ra mà hai bên lại cãi nhau, to tiếng. Thì mình không đọc kinh thì mình niệm Phật có gì đâu. Niệm Phật tầm thầm ở trong tâm mình, cầu Phật gia hộ cho, hàng ngày mình sám hối nghiệp chướng, cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, khai tâm khai trí cho ông chồng của con thì hiểu một chút về nhân quả, hiểu một chút về Phật pháp, và hoan hỷ cho con được đọc kinh, cho con được niệm Phật, cho con được làm việc thiện. Chúng ta cứ nhất tâm niệm Phật thầm, chúng ta hồi hướng dần dần như vậy thì lâu lâu thì chúng ta biết rồi, tâm thiện nhiều thì ác nó sẽ dần dần, ác tà sẽ dần dần sẽ phải bỏ đi thôi. Giống như cái căn phòng này bóng điện bật lên thì màn bóng đêm nó sẽ phải mất đi thôi các quý vị. Đấy, thiện mà chúng ta thường tu thường hành thì giống ví như bóng điện. Còn ác thì ví như gì? Bóng đêm á. Đó. Bật điện, bóng điện được bật lên thì ánh sáng sẽ chiếu khắp thì bóng đêm sẽ mất đi. Tức là cái chuyện chúng ta thực hành, chúng ta làm nhiều, làm lâu, làm thường xuyên thì cái ác dần dần thì nó cũng sẽ phải quy phục cái thiện vậy. Đó. Cho nên nếu mà chồng cho, mình cứ thẳng thắn mình nói, mà mình hành động mình làm những việc tốt ở gia đình nhà mình, sống tu tập làm sao tu tâm dưỡng tính là chính. Còn kinh kệ đọc được trước ban Phật là cái tốt nhất, mà không đọc được thì mình niệm Phật trong tâm thầm cũng được. Dần dần cái hồi hướng dần dần thì thầy nghĩ là nó sẽ ổn thôi. Cái trường hợp này cũng nhiều người làm được rồi, thì hướng dẫn Phật tử này cũng nhất tâm như vậy.